Chương 1 Xin chào, tớ là Mai Si, Vũ Mi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tớ vẫn nhớ, đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng là lần đầu tiên chúng ta chính thức biết nhau. Chẳng nhớ hôm đó là ngày bao nhiêu, nhưng tớ nhớ đó là một ngày thứ hai cả tháng 7 năm 2012. Thời gian nhanh thật đấy, thoáng cái đã 5 năm rồi, chẳng biết cậu còn nhớ không nữa, cậu năm đó là học sinh giỏi nhì tỉnh, mặt tiền đẹp trai lai láng, vừa nhìn biết ngay dạng công tử ăn chơi, nụ cười đẹp đến mức, tớ chưa tận mắt thấy ai cười đẹp hơn cậu. Tớ năm ấy chỉ là một con bé khuyến khích huyện, may mắn được ngồi cùng bàn với cậu thôi, cậu thân thiện dễ sợ, thu thập hết bọn con trai trong một tuần trước lúc chia lớp, đến lúc bầu lớp trưởng, cậu chiến thắng áp đảo. Dĩ nhiên, đẹp trai trở thành lợi thế. Kỳ thực, lúc nhìn kết quả toán chia lớp, kém cậu có 0,25 đồng, tớ thấy dường như khoảng cách hai ta có phần ngắn lại cả lớp thay phiên nhau giới thiệu đến lượt bàn chúng mình xin chào tớ là mai si vũ mi cày vẫn nhớ lúc ấy cả lớp mình ồ lên đầy phấn khích cậu nhường tớ nói trước tớ tự mình đa tình rằng chúng ta có thần giao cách cảm tâm đầu ý hợp ngồi cùng nhau là duyên trời đã định si thân mến cậu không biết lúc ấy cậu là tớ thịt thịt thế nào nha nghĩ lại ngày ấy trẻ con thật sau này tớ chẳng còn ngố ngố như lúc ấy mơ mộng quá bây giờ ngồi nhớ lại tớ chẳng nhớ nổi giọng nói của cậu là thế nào nhưng cảm giác ấm áp rung động đó dường như thành vĩnh hằng khắc sâu đến nỗi sau này tớ gặp rất nhiều bạn mới có người đẹp trai hơn cậu dễ gần hơn cậu nhiệt tình hơn cậu lời giới thiệu của chúng nó tớ quên trong vòng vài nốt nhạc hình như bắt đầu từ lúc cô sắp xếp tớ vui sướng mỗi ngày đến lớp vì có thể gặp mi đẹp trai lấy làm động lực phấn đấu ha ha đây là một câu chuyện của tớ về mối tình đầu của mình. Tên nhân vật tớ để viết tắt pinin tiếng Trung, vì tớ không muốn tiết lộ bản thân mình. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.